Rồi quý vị ơi, hôm nay thứ sáu nha quý vị, 15 tây tháng 3 2024 hả quý vị ha. Nay tôi có lên mấy clip thôi nha. Cái này một cặp sâm núi trái 250, anh nào mua luôn cây thứ ba nữa ha là 350. Đây cây số 1 nè, trái dữ lắm luôn nha quý vị. Một cây bây giờ hiện tại trên cái cây nó không có trái nha, nhưng mà nó đã ra trái dữ dội rồi, tại cái này là nhánh chiết nha quý vị. Chiếc cái cây mẹ nó ra là bản thân nó cũng già rồi, nó trái dữ lắm. Giờ muốn về trái là cắt nước nó nha quý vị. Lặt hết lá chừa ngoài đầu, chớp 2-3 lá vậy thôi, lặt hết lá, bỏ khô nó. Bỏ khô xong rồi tưới nước vô mới lặt lá nha, là nó ra trái dữ lắm nha. Một cây. Đây cây số 2 nè. Chứ còn sung sung hoài như vậy á, là nó không có ra trái được đâu nha quý vị. Cái ký đi đọt non non gì hoài mà sung nước nôi đầy đủ vậy là không bao giờ nó ra trái nổi nha. Giống như mình chiết nhánh vậy đó, mình chiết cái cây nào nó không có trái, không có bông gì trơn, mình chiết vô cái là nó ra bông ra trái. Hai cây, cây này cây số 3 nè. Rồi anh nào có mua thì hai cây thì 250, ba cây thì lại 350. Rồi xuống luôn nha quý vị.